Đây là món ăn huyền thoại của mấy tụi con nít ở miền Tây mọi người. Rồi, hello các bạn, trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog nha. Hôm nay mình tiếp tục ra đồng để làm cái clip hái táo gừng cho mọi người cùng xem mọi người. Mình phát hiện cái táo gừng cũng lâu rồi mà bây giờ trái nó chín này. Mình đang ngồi cho cây mình bác, nó có trái mình bác chín này, rất là ngon luôn mọi người. Đó. Đây mọi người, cây táo gừng đây. Nè, trong đây bịch lắm. Có thể là mình bẻ xong rồi mình mới quay cho mọi người cùng xem. Rồi đây mọi người, để mình hái mấy trái ở dưới này cho mọi người xem nè. Đó. Ở đây nữa nè mọi người. Trên cao thì chắc lấy móc hái mọi người nè. Đó, táo gừng nha mọi người. Nhìn thấy cũng rất là ngon luôn á. Mình phát hiện một chùm táo nè. Đó, quay cho mọi người xem nè. Nãy giờ dọn cỏ trong vòng này bịch lắm mọi người. Đó, một chùm luôn nè. Trái rất là to luôn. Ô cùng rồi. Đây mọi người. Nè, táo nè. Trái rất là to luôn nha. Đó, một chùm là 5 trái nha mọi người. Đó. Rất là ngon luôn. Rồi thì đây mọi người, sau một hồi tìm kiếm thì càng trong sậy nè. Đó, sậy rất là bịch luôn. Càng trong cái sậy nè. Để hái mà bị gai táo đâm nữa mọi người nè. Chạy tay luôn nè. Đó, mình được bao nhiêu táo đây nha mọi người. Mình hái thử những trái non vừa vừa luôn, trái già cũng có và trái chín cũng có. Đó. Ăn thử cái loại nào ngon hay mọi người. Rất là hấp dẫn luôn nha. Rồi mọi người, bây giờ mình bắt đầu thưởng thức thử thôi. Trái mứa của chúng ta nè mọi người. Mời mọi người nha. Mình dùng thử trái táo chín trước mọi người. Xem thế nào nha. Táo chín thì nó ngọt ngọt, nó thơm thơm mọi người, rất là giòn luôn, ngon á. Hộp nó rất là cứng luôn. Táo chín rất là ngon luôn mọi người. Mình thử một trái táo non nha. Xem thế nào. Táo non rất là vàng, rất là giòn. Táo non rất là giòn luôn. Mà nó có nhớt nhớt mọi người, có chất nhớt nhớt. Cũng rất là ngon. Mình thử trái táo già sắp chín nha. Đây, trái này là già sắp chín nè mọi người. Trái này thì nó vừa có độ giòn, vừa có chất nhớt nhớt, vừa ngọt luôn. Nó giống cả hai loại táo non với táo chín mọi người. Loại này nó ngon hơn. Táo chín thì không được giòn bằng cái loại này. Mà loại này nó vừa ngọt vừa có nhớt nhớt mà giòn luôn. Chấm ớt nó rất là tuyệt vời luôn mọi người. Thưởng thức một trái lại một trái chín thử thế nào nha mọi người. Nó chua chua, ngọt ngọt, nó không được giòn bằng
mấy loại kia mọi người. Sao vừa không? Đã luôn. Này chín nè, chín mà gần rất là nhỏ nhỏ luôn, như trái mấy trái này chín rất là to mọi người. Táo gừng mà rất là ngon mọi người. Ăn hết nổi, ngán quá. Thôi giờ em đi vô nhà mọi người. Trên đường đi vô mình sẽ quay cho mọi người xem một cái số cái loại mật quang ở trên bờ mà ăn được đó mọi người. Mọi người theo dõi nha. Rồi, đây mọi người. Đây có mấy trái nhãn lồng mà chín rất là ngon luôn nè. Đó, hai mấy trái này ăn nha. Ồ, trái này bị chim ăn mọi người. À, đây là trái nhãn lồng nè mọi người. Đó, chín rất là ngon luôn. Hai trái nha. Rồi, đây mọi người, mình mới phát hiện ở đây có trái nhãn lồng chín đó nè. Đó, ba trái. Bốn. Ô, gớt gớt, năm trái. Trong đây nè mọi người, hai trái nữa, bảy trái. Bảy trái nhãn lồng chín rất là ngon luôn mọi người. Ồ, đây nữa nè, hai trái nữa mọi người, hai trái nữa. Ồ, đây nữa nè, mấy trái chín này là mấy con chim hay ăn lắm mọi người. Nó ngọt ngọt thơm thơm á, cái đọt của nó và cái lá của nó mình bẻ nấu canh ăn rất là ngon nha. Cái đọt của nó, cái dây cũng có tác dụng luôn. Cái dây mà dài dài chặt cái phơi khô á, nấu nước uống rất là tốt cho sức khỏe luôn mọi người, rất là mát luôn. Đây nè, đó, hai trái chín rất là mùi luôn, rất là đã luôn đó, rất là ngon luôn nè. Ồ, đây một trái nữa mọi người. Đó, chín rất là tuyệt vời luôn, đẹp nè. Đây mọi người, mình định tìm cái dây dưa leo chuột mà gần á mà không thấy đấy mọi người, chỉ có nhãn lồng thôi. Đó, nhãn lồng được bao bọc ở ngoài là cái dây này, mấy cái cánh hoa của nó mọi người, khi nó nở ra thành trái là ở trong có trái luôn. Nói như vậy nè, các bạn ở miền Tây thì rất là trái nhãn lồng thì rất là quen thuộc rồi. Có bạn ở đô thị chắc có thể không biết cái trái nhãn lồng này đâu. Ăn rất là thơm ngon luôn mọi người. Đây là món ăn huyền thoại của mấy tụi con nít ở miền Tây mọi người. Ăn rất là ngon luôn. Mình nhỏ hay đi bẻ về ăn này. Đó, đi ra đồng mà thấy là bẻ ăn rất là ngon luôn. Đó, mọi người cùng quan sát kỹ trái nhãn lồng nha. Để em lấy trong ra cho mọi người xem này. Đó, trong nó này mọi người. Đó, nó có hộp 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 như là hộp dưa leo mọi người. Rồi, bây giờ mời mọi người thưởng thức nhãn lồng với mình nha. Đây nè, nó hấp dẫn lắm mọi người. Đó, trái này em bẻ ra nè mọi người. Đó. Nó ngọt ngọt chua chua, rất hấp dẫn mọi người.
mời mọi người nha. Đang ngồi kế bên lúa luôn nè mọi người. Lúa chỗ bông chắc là có gạo rồi đó mọi người. Cứng cứng à, có gạo rồi. Mời mọi người nha. Nút lấy cái hộp nó ăn ngọt ngọt mọi người. Cái vỏ nó thì không ngon đâu. Rất hấp dẫn luôn. Chua chua ngon ngọt. Trái này chưa mùi chua. Trái chưa mùi chua lắm mọi người. Trái xanh đó. Trái xanh này là chua nè. Này thì này ngon. Nó có mùi thơm đặc trưng đó mọi người, rất hấp dẫn nè. Còn trái xanh nữa nè, trái xanh chua. Trái bát nãy em thái nè mọi người, chưa chín mùi, chín mùi là chọn đường ăn rất là ngon luôn. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cho mọi người xem giải trí ngày hôm nay. Mọi người xem clip thấy thú vị nhớ để lại một like cũng như comment ý kiến của mọi người bên phần bình luận video. Và đừng quên chia sẻ video ủng hộ Hoàng Linh Vlog nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau.